Nhật Vật Trọng Minh xin chào quý các anh chị và các bạn yêu kênh cả nước nhé. Hiện tại em đang ở ruộng cây mỹ nhân để tiện thể quay cho các bác xem luôn. Thì mỹ nhân nhà em cây khá là to nhé, đường kính từ 10 phân đến 20 phân, đường kính gốc đấy, và chiều cao đạt từ 4 mét trở lên nhé. Số lượng em có rất là nhiều để phục vụ cho các bác cả trồng công trình cũng như là trồng làm cảnh quan gia đình nhé. Thì những cái cây mỹ nhân nhà em này vừa rồi đã đều ra hoa hết rồi đấy, vừa rồi đầu năm vừa rồi là mùa hoa đấy. Đây. Cây rất là đều nhé. Đây, đường kính 20 này, đường kính thân 20 đấy. 10 phân, từ 10 phân đến 20 phân. Đây, bây em trồng cái mỹ nhân này, bây em trồng tập trung ở đây để chăm sóc cho nó dễ, dễ dàng chăm sóc cũng như cắt tỉa. Vừa rồi bận quá nên là cây ra hoa lại không quay được cho mọi người xem, cây ra rất là sai hoa luôn. Ở ngoài có cái hàng ngoài này thì vì trồng thưa hơn nên là tán cây nó thấp hơn nhé, là tán xu hơn. Đấy. Những cái lô này mà các bác mà trồng sân vườn đấy thì rất là đẹp vì tán cây nó rất là đều. Đây là hoa mỹ nhân, các bác mà có nhu cầu trồng công trình hay là trồng sân vườn biệt thự thì liên hệ với nhà vườn Trọng Minh nhé, số điện thoại liên hệ 0348448145. Cây có đủ các kích thước luôn. Cây nhà em khi đánh lên thì không sợ héo đâu các bác nhé. Đấy. Mùa này cũng không sợ héo đâu. Rất là đẹp. Rồi nhá, cảm ơn tất cả mọi người đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người video sau nhé.